Ví dụ giấy đan tàu này, Vinh nhìn này. Quay à? Truyền hình trực tiếp. Chỗ cũ cái phay à, chỗ cũ phải lên phay mà bảo cho tao thêm hai đứa vào nhá. Bố mẹ Vinh nhìn đi không? Bố mẹ Vinh bảo ai đấy? À, trong lúc lên phay mà ai xem được clip này thì bảo cho bố mẹ bên này mọi người thân của Quang với Vinh với Trọng đang bay an toàn sắp đến nơi rồi. Sắp đến Singapore rồi nha. Sao toàn tàu China kia? Nó hụt phát ghê thế. Đường nào cánh như nó thăm đá. Wow. Chào đi. Hả? Sẽ nó thăm đá. Nhà tí tăng tên vàng vào xong quay xem ấy, bảo mọi người mang cho bố mẹ xem ấy. Cho mọi người ở nhà xem ấy. Cho cái bánh ăn trưa đi. Mưa à?